qua ngày 30 tháng 9, sau khi tiếp nhận thông tin có hai nhóm thiếu niên sẽ tổ chức hỗn chiến với nhiều hung khí sát thương cao, lực lượng đặc nhiệm 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch ngăn chặn, vây bắt. Tuy nhiên, trước sự hung hãn của cả nhóm, công an đã phải liên tục nổ súng để khống chế. Cụ thể, khoảng 9 giờ tối, tổ công tác C2911 phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng một đoàn xe khoảng 30 người có biểu hiện vi phạm pháp luật nên yêu cầu dừng xe. Phát hiện lực lượng công an phía trước, cả hai quay tông thẳng vào lực lượng truy bắt và bỏ chạy ngược chiều để tẩu thoát. Khi hai đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao ngược chiều, dễ gây nguy hiểm cho người đi đường. Tổ công tác đã liên tục nổ súng để trấn áp, nhưng cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, tổ công tác 911 đã tạm giữ hai thiếu niên ở cách đó không xa, phát hiện hai người này mang theo các loại hung khí nguy hiểm với mục đích chuẩn bị đánh nhau. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong đêm, lực lượng công an đã phối hợp với nhiều lực lượng vây bắt thêm 6 người khác, tất cả đều trong độ tuổi vị thành niên, để điều tra nguyên nhân sự việc.